đội nón và đeo khăn quàng cổ. Như vậy với ý kiến của bé Phương Vi cho rằng ông già Noel sống ở Bắc Cực thì chưa trùng khớp được với lại Mỹ Linh rồi. Rất tiếc. Thành Thức tiếp tục lựa chọn. Chọn bé Khôi Dũng. Bé Khôi Dũng. Chú Bạch Đô Khôi Dũng. Con Tuần Lộc ăn cỏ hay ăn thịt? Dạ thưa chú, con Tuần Lộc ăn cỏ. Tại vì con đoán đó là con Tuần Lộc ăn cỏ. Hãy đoán xem rằng bé có cho rằng ông già Noel sống ở Bắc Cực hay không ạ? Nghĩ là nó là có. Bé sẽ trả lời là có. Khô Dũng ơi, ông già Noel sống ở Bắc Cực hay là ở Nam Cực nè? Dạ thưa chú, ông già Noel sống ở Nam Cực. Tại vì con thấy trên TV ông già Noel sống ở Nam Cực. Chưa trùng khớp VVV. Ngọc Diệp tiếp tục. Thúy Nga. Thúy Nga. Theo Thúy Nga, ông già Noel có cạo râu không? Dạ thưa chú, ông già Noel không cạo râu. Bởi vì ngày nào đúng ngày Noel, con thấy ông già Noel có một bộ râu rất dài mà màu trắng. Đúng rồi, chừng nào hết Noel thì không cạo mà gỡ râu ra. Xin mời Ngọc Diệp dự đoán. Cho là có ạ. Thúy Nga, hãy nói cho mọi người nghe ông già Noel sống ở Bắc Cực hay là Nam Cực? Dạ thưa chú, theo con, ông già Noel sống ở Bắc Cực. Vì con thấy ông già Noel trên TV sống ở Bắc Cực. Chúc mừng Ngọc Diệp trùng khớp với bé. Tiếp tục xin mời sự lựa chọn của Mỹ Linh. Em xin chọn bằng chọn Bảo Trân và Bảo Hân vậy. Hai bé Bảo Trân và Bảo Hân. Đây là hai chị em sinh đôi có chung một câu hỏi như sau. Sau lễ Noel, đố hai con chứ ông già Noel đi đâu? Dạ thưa chú, sau khi Noel, ông già Noel phải về nhà tại vì đã hết Noel rồi. Thưa con thì con cũng ý kiến giống chị. Đúng rồi, sau khi đi tặng quà một vòng, ai về nhà nấy. Bây giờ thì Mỹ Linh nghĩ thế nào? Em cũng nghĩ là không ạ. Không, hai con cho biết ông già Noel sống ở Bắc Cực hay là Nam Cực? Dạ thưa chú, theo con thì ông già Noel sống ở Nam Cực. Bởi tại vì ông già Noel sống ở những nơi mà có tuyết. Trùng khớp với bé rồi. Chúng tôi xin mời bạn Thanh Thức tiếp tục. Tôi chọn bé Khánh Hoàng ạ. Bé Khánh Hoàng. Khánh Hoàng hãy cho biết Tuần Lộc của ông già Noel có sống mãi hay không? Dạ thưa chú, con Tuần Lộc của ông già Noel sẽ không bao giờ chết. Bởi vì nó là Tuần Lộc thần cho nên không chết. Thế thì bé có biết là ông già Noel sống ở Bắc Cực hay không? Nghĩ là có. Khánh Hoàng ơi, ông già Noel sống ở Bắc Cực hay là Nam Cực? Dạ thưa chú, ông già Noel sống ở Nam Cực. Bởi vì con thấy trên TV người ta nói. Vậy thì bạn Thanh Thức chưa thể trùng khớp ý với bé, chưa ghi được điểm. Kết quả số điểm 3 thí sinh vòng 1 như sau. Bạn Ngọc Diệp 50 điểm. Mỹ Linh 30 điểm. Và Thanh Thức nhường hai bạn nữ cho nên được 10 điểm. Chúng ta vừa hoàn thành vòng 1. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng 2, 3 thí sinh hãy tự tin lên, hãy mạnh dạn lên, hãy bình tĩnh hơn. Câu hỏi không khó. Câu hỏi vòng 2 như sau. Theo các bạn, cây thông chỉ dành để trang trí vào dịp Noel hay không? Đa số các bé sẽ trả lời như thế nào? Xin mời bạn Thành Thức. Nghĩ là có. Xin mời Ngọc Diệp. Dạ em cũng nghĩ là có. Xin mời Mỹ Linh. Dạ em cũng nghĩ là có.
Khi được hỏi cây thông chỉ dành được trang trí vào dịp Noel hay không, đa số các bé trả lời là có. Chúc mừng. Thành thức tiếp tục lựa chọn. Chọn bé Phương Vi ạ. Thành thức chọn bé Phương Vi. Phương Vi thường thấy cây thông ở đâu? Dạ thưa chú, con thường thấy cây thông ở trong nhà. Cây thông chỉ dành để trang trí vào dịp Noel hay không thì bé Phương Vi sẽ trả lời như thế nào? Nghĩ là có. Cây thông dùng trang trí vào những dịp nào vậy Phương Vi? Dạ thưa chú, con thấy cây thông được trang trí vào dịp Noel. Chúc mừng trùng khớp Vi Vi bé. Ngọc Diệp tiếp tục. Dạ em chọn bé Thúy Nga. Bé Thúy Nga. Thúy Nga hãy miêu tả hình dạng cây thông cho mọi người biết xem nào. Dạ thưa chú, cây thông nó cao. Cái đầu của nó giống như hình tam giác. Nó có màu xanh. Nó có quả màu nâu. Thế thì bạn thử dự đoán xem bé có cho rằng cây thông dùng để trang trí vào dịp Noel không? Em nghĩ bé sẽ trả lời là có. Xin mời Thúy Nga hãy cho biết cây thông dùng trang trí vào những dịp nào? Dạ thưa chú, cây thông thường trang trí vào những dịp Giáng sinh, Tết Tây. Chưa trùng khớp ý với cô Ngọc Diệp rồi. Mỹ Linh tiếp tục lựa chọn. Em xin chọn bé Liên Hương ạ. Bé Liên Hương. Chú Bạch đố Liên Hương chứ cái trái của cây thông mình có ăn được không? Dạ thưa chú, trái thông không ăn được. Vì trái thông có nhiều gai, ăn vào sẽ đâm vào cổ họng mình. Thế thì bé có biết là cây thông chỉ dành để trang trí vào dịp Noel hay không ạ? Dạ em nghĩ là bé trả lời có biết ạ. Bé Liên Hương ơi, hãy nói cho mọi người nghe cây thông trang trí vào những dịp nào. Dạ thưa chú, cây thông được trang trí vào dịp Noel và suốt mùa đông. Con biết tại vì con xem tivi con thấy. Thế thì cô Mỹ Linh chưa trùng khớp ý với bé được rồi. Bạn Thanh Thức tiếp tục lựa chọn. Chọn bé Khánh Hoàng. Bé Khánh Hoàng. Câu hỏi dành cho Khánh Hoàng như sau. Theo Khánh Hoàng, cây thông có trái hay không? Thưa chú, cây thông không có trái bởi vì nó chỉ ra những lá thôi, nó không ra hoa và trái. Chứ thật ra trong tự nhiên thì cây thông nó có trái đó. Nhiều khi cây thông nhân tạo nó không có, đúng không? Thế thì bạn Thanh Thức nghĩ thế nào với câu hỏi cây thông chỉ dành để trang trí vào dịp Noel hay không? Bé trả lời là có hay là không? Vậy là có. Khánh Hoàng ơi, cây thông trang trí vào những dịp nào? Dạ thưa chú, người ta thường dùng cây thông vào những dịp lễ lớn và Tết Dương lịch. Thế thì chưa trùng khớp ý với bé rồi, Thức ơi. Ngọc Diệp tiếp tục lựa chọn. Bé Khôi Nguyên ạ. Bé Khôi Nguyên. Câu hỏi dành cho bé Khôi Nguyên như sau. Theo con, cây thông thường được mọc ở nơi có nhiệt độ như thế nào? Dạ thưa chú, cây thông thường mọc có nhiệt độ mát như Đà Lạt. Con biết vì con thấy ông đi Đà Lạt, con thấy nhiều cây thông. Vậy thì bạn Ngọc Diệp cho biết là bé có cho rằng cây thông chỉ dành để trang trí vào dịp Noel hay không? Em vẫn nghĩ là có ạ. Bé Khôi Nguyên ơi, cây thông dùng trang trí vào những dịp nào? Chú, cây thông thường trang trí ở những dịp Noel. Vì con biết vì ở nhà con thường treo cây thông. Chúc mừng trùng khớp với Vi Vi. Tiếp tục, bây giờ là sự lựa chọn của bạn Mỹ Linh. Em chọn Bảo Trân và Bảo Hân nhỉ? Trở lại vẫn là hai bé Bảo Trân và Bảo Hân. Câu hỏi cho hai bé lần này như sau. Theo con, cây thông có thể sống lâu khoảng bao nhiêu năm? Thưa chú, theo con cây thông sống khoảng 100 năm. Thế thì hãy dự đoán, bé có cho rằng cây thông dùng để trang trí vào dịp Noel hay không? Em vẫn nghĩ là bé có. Hai bé sẽ trả lời là có. Cây thông dùng trang trí vào những dịp nào vậy hai bé Bảo Trân và Bảo Hân? Dạ thưa chú, theo con thì cây thông Noel thường trang trí vào dịp Noel. Bởi vì vào dịp Noel là mùa đông lạnh nên cần có cây thông. Chúc mừng trùng khớp với bé. Tiếp tục là phần công bố số điểm. Sẽ có một người chia tay vì ít điểm hơn. Thưa quý vị, bạn Ngọc Diệp 90 điểm. Mỹ Linh 70 điểm. Thanh Thức 50 điểm. Như vậy bạn Thanh Thức sẽ nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng và phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ.
xin chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Chuyện nhỏ mừng Giáng sinh Noel vòng 3. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng 3, hai thí sinh của chúng ta sẽ lựa chọn bé bằng cách bấm bàn phím. Và mỗi thí sinh có 3 lượt lựa chọn, tất cả các bé duy nhất một câu hỏi mà thôi. Câu hỏi của vòng 3 như sau. Các bé có biết ở Nam Cực có nhiều băng hơn ở Bắc Cực hay không? Chúng ta biết ngày nay ở Nam Cực băng nhiều hơn ở Bắc Cực, người ta còn gọi là Nam Băng Dương. Nhưng mà đối với các bé, có bé thì biết và có bé thì không biết làm thế nào để đoán ý trùng khớp và để ghi điểm. Thưa quý vị, xin mời bạn Mỹ Linh chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Phương Vi có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn ở Bắc Cực hay không? Bé trả lời là biết hay là không ạ? Dạ, em nghĩ là bé có biết ạ. Bé Phương Vi, hãy cho mọi người biết giữa Bắc Cực và Nam Cực ở đâu có băng nhiều hơn. Dạ thưa chú, con biết ở Bắc Cực có nhiều băng hơn nên nó lạnh hơn là ở Nam Cực. Chưa trùng khớp với bé. Bạn Ngọc Diệp chuẩn bị. Bé Khôi Dũng có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn ở Bắc Cực hay không? Nghĩ là bé sẽ trả lời ở Bắc Cực có nhiều băng hơn. Có nghĩa là không biết ạ. Không biết. Bé Khôi Dũng ơi, nói cho mọi người nghe giữa Bắc Cực và Nam Cực ở đâu có nhiều băng hơn. Dạ thưa chú, ở Nam Cực có nhiều băng hơn tại vì ở Nam Cực rất lạnh. Chưa trùng khớp được ý với bé. Mỹ Linh chuẩn bị. Bé Khôi Nguyên có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn Bắc Cực không ạ? Dạ em nghĩ là bé không biết ạ. Khôi Nguyên ơi, ở Nam Cực và Bắc Cực ở đâu có nhiều băng hơn? Dạ thưa chú, giữa Bắc Cực và Nam Cực, Bắc Cực lạnh hơn Nam Cực vì Bắc Cực đóng băng nhiều hơn Nam Cực. Chúc mừng trùng khớp VVV. Xin mời bạn Ngọc Diệp lựa chọn. Bé Khánh Hoàng có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn Bắc Cực không ạ? Em nghĩ là không. Khánh Hoàng ơi, ở Bắc Cực và Nam Cực ở đâu có nhiều băng hơn? Dạ thưa chú, ở Nam Cực có nhiều băng hơn bởi vì nó lạnh và có nhiều tuyết. Chưa trùng khớp đi với bé. Mỹ Linh chuẩn bị. Bé Liên Hương có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn Bắc Cực không ạ? Em nghĩ là bé có biết ạ. Liên Hương ơi, giữa Bắc Cực và Nam Cực thì ở đâu có nhiều băng hơn? Dạ thưa chú, theo con ở Bắc Cực có băng nhiều hơn tại vì con xem trên truyện, con thấy người ta dễ băng rất nhiều. Chưa trùng khớp với bé. Sự lựa chọn trở lại của bạn Ngọc Diệp chuẩn bị. Hai bé Bảo Trân và Bảo Hân có biết là ở Nam Cực có nhiều băng hơn Bắc Cực không ạ? Em nghĩ là bé cho rằng Nam Cực sẽ nhiều băng hơn. Có biết ạ. Bé Trân và bé Hân ơi, ở Bắc Cực và Nam Cực ở đâu có nhiều băng hơn? Dạ thưa chú, ở Nam Cực có nhiều băng hơn tại vì ở Nam Cực là lạnh. Chúc mừng trùng khớp ý với bé. Thưa quý vị, xin tổng kết số điểm của hai thí sinh. Sau vòng thi này, thí sinh nào ít điểm hơn sẽ chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Bạn Ngọc Diệp được 130 điểm. Mỹ Linh 110 điểm. Như vậy, bạn Mỹ Linh sẽ nhận tiền thưởng là 1.500.000 đồng và cúp lưu niệm của Chuyện nhỏ sẽ được chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng thi đặc biệt này, bạn Ngọc Diệp có cơ hội thử sức 5 ô trong số 7 ô trên màn hình. Bạn sẽ chọn 5 ô và mỗi một ô như thế sẽ có một câu hỏi riêng biệt. Và nếu như trùng khớp ý với bé sẽ hưởng trọn số điểm trong ô điểm ấy, từ 50 cho đến 250 điểm. Cuối cùng tổng kết lại, nếu bạn được 500 điểm trở lên sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt của Chuyện nhỏ.
Tiền thưởng mà chiến thắng sẽ là 4 triệu đồng. Mà nếu bạn không chiến thắng, không đủ 500 điểm, thì tiền thưởng sẽ là 2 triệu đồng. Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay để chúc cho bạn Ngọc Diệp thật tự tin bước vào vòng thi đặc biệt. Câu hỏi của chúng ta sẽ tuần tự dành cho 5 ô, xin mời bạn hãy lựa. Em chọn bé Phương Vi, Khôi Nguyên, Thúy Nga, Khánh Hoàng và bé Liên Hương. Và chia tay với các bé còn lại. Câu hỏi đầu tiên dành cho Phương Vi như sau. Theo con, có bà già Noel hay không? Bé sẽ trả lời là có hay là không? Dạ em nghĩ chắc là không. Phương Vi ơi, theo con có bà già Noel không? Dạ thưa chú, con biết có bà già Noel. Vì bà già Noel là vợ của ông già Noel. Chưa trùng khớp với bé. Và bây giờ là câu hỏi dành cho bé Khôi Nguyên như sau. Theo Khôi Nguyên, trên thế giới có một ông già Noel duy nhất hay có nhiều ông già Noel? Bạn nghĩ thế nào? Em nghĩ là bé sẽ trả lời là có nhiều ông già Noel. Khôi Nguyên ơi, trên thế giới có một ông già Noel hay là có nhiều ông...